iPhone 11 Pro đắt hàng, dù là hai đối thủ không đội trời chung của nhau, Samsung vẫn là hãng cung cấp màn hình OLED hàng đầu cho Apple. Mới đây, một báo cáo cho biết, nhu cầu iPhone tăng đáng kể trong nửa cuối năm 2019, điều này khiến số lượng màn hình OLED được Samsung cung cấp cho táo khuyết cao hơn nhiều so với dự kiến. Theo Samsung, hãng này cung cấp cho Apple từ 40 đến 50 triệu màn hình OLED trong nửa cuối năm 2019, đặc biệt Lượng cung ứng trong tháng 9 còn cao hơn 40% so với đơn đặt hàng dự kiến ban đầu của Apple. Điều này cho thấy iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đã đạt được doanh số cao. Theo số liệu của Samsung, trong tháng 7, hãng đã xuất xưởng 3,9 triệu tấm OLED, tăng lên 8,4 triệu tấm trong tháng 8 và 9,9 triệu tấm tháng 9, tăng so với kế hoạch chỉ là 6,9 triệu tấm. Đơn đặt hàng của Apple trong tháng 10 là 9,8 triệu tấm OLED và 5 triệu tấm cho tháng 11 tới. Samsung Display cung cấp 90% tấm nền OLED cho iPhone, màn hình LCD cho iPhone XR và iPhone 11 được cung ứng bởi hãng Japanese Display, LG Display và Sharp.